Kính chào quý khán thính giả. Trong video hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta lại học một từ và được 10 từ theo phương pháp của Mr. Định. Chắc quý khán thính giả đã biết tới từ ink. Ink có nghĩa là mực. Từ từ mực này, chúng ta sẽ thêm các chữ cái vào trước và sau để tạo thành các từ mới, giúp chúng ta có thể mở rộng vốn từ một cách nhanh nhất và tự nhiên nhất. Xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng bắt đầu. Ink mực nếu chúng ta thêm chữ P chúng ta được pink pink là màu hồng ví dụ con gái thường thích màu hồng girls often like pink nếu thêm chữ L chúng ta được link 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 vừa là danh từ vừa là động từ nếu là danh từ có nghĩa là mắt xích sự kết nối còn là động từ thì là kết nối từ này đã được việt hóa đặc biệt là trong công nghệ máy tính internet chúng ta thường đọc là link ví dụ hãy truy cập vào đường link mà tôi đã cho bạn assess the link i gave you tiếp theo nếu thêm chữ s chúng ta được sink sink là bồn rửa ví dụ trong phòng tắm có một chiếc bồn rửa There's a sink in the bathroom. Tiếp theo, khi chúng ta thêm chữ pl vào trước từ ink, chúng ta được từ blink. Blink. Đây là một động từ, nghĩa tiếng Việt có nghĩa là chớp mắt. Ví dụ, sao anh lại chớp mắt nhiều thế? Why are you blinking so much? Rồi nếu chúng ta thêm chữ dr, chúng ta được động từ drink. Drink có nghĩa là uống và đây cũng là danh từ mang nghĩa là đồ uống ví dụ tôi lấy cho bạn đồ uống nhé can i get you a drink và nếu chúng ta thêm chữ st vào trước từ ink chúng ta được từ stink stink đây là một động từ có nghĩa là bốc mùi ví dụ chiếc bánh sandwich bốc mùi rồi the sandwich stinks và nếu thêm chữ TH vào trước từ ink, chúng ta được một động từ rất thông dụng. Think. Think. Suy nghĩ. Ví dụ, trật tự, em đang suy nghĩ. Be quiet, I'm thinking. Nếu chúng ta thêm ba chữ cái S, H, R vào trước từ ink, chúng ta được từ shrink. Shrink. Đây là một động từ có nghĩa là làm co lại hoặc co lại ví dụ chiếc quần bò của bạn sẽ co lại nếu bạn giặt máy your jeans will shrink if you wash it with the washing machine bây giờ nếu chúng ta thêm chữ wr vào trước và vào sau thì thêm chữ le chúng ta được từ wrinkle wrinkle từ này vừa là danh từ vừa là động từ danh từ thì có nghĩa là nếp nhăn còn động từ thì có nghĩa là nháy mắt. Ví dụ, tôi đang già đi, có vài nếp nhăn trên mặt tôi. I'm aging. There are some wrinkles on my face. Tiếp theo, chúng ta thêm chữ TW vào trước và chữ LE vào sau. Chúng ta được từ twinkle. Twinkle. Từ này có nghĩa là lấp lánh một động từ. Ví dụ, Hàng ngàn vì sao đang lấp lánh trên bầu trời. Thousands of stars are twinkling in the clear sky. Quý khán thính giả đừng quên truy cập vào địa chỉ website tiếng Anh siêu dễ Mr. định com để học toàn bộ các video về từ vựng. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm và theo dõi. Thank you for watching and goodbye.